Mỗi cái giớn làm xong á thì được trả công á là 6.000 đồng. Hai bà cháu á làm trong một ngày á cũng được khoảng 12 đến 15 cái. Thì bình quân ra đó, hai bà cháu á chỉ kiếm được có 100 ngàn một ngày. Nhưng mà riêng về mơ á thì một ngày mơ xài có khả năng trên 100 ngàn. Chỉ đơn giản thôi, ăn, uống cà phê và hút thuốc. Trời ơi, nhiều đó cũng hiểu rồi đó. Nhưng mà gia đình cũng vẫn biết rằng là mơ như vậy, nhưng mà đâu có cách nào để mà cho mơ hết bệnh được. Thì bây giờ chỉ có nước cố gắng cài bừa và kiếm nhiều công việc á, để cho có đồng thu, đồng ra đồng vào, giúp cho bé My có cái tiền để mà chuẩn bị vào năm học mới, để đóng học phí nữa. Thì qua cảnh tượng của mẹ con với bà cháu này làm á, thấy dễ thương quá. Mời quý cô chú anh chị cùng xem ba mẹ con cùng tâm sự nha. Cái này có giớn không Tư? Dạ. Là nó có 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6. Vậy là có 6 cây này. Và bé My á thì nó làm, phải nói là nó làm trễ hơn bà ngoại. Mà nó đã làm xong rồi đây. Còn bà ngoại được mấy cái rồi bà ngoại? Tôi có 2 dành còn dư rồi đưa nó mai chờ. Nó chào tôi. À, bây giờ con lấy của bà ngoại con làm hả? Tôi mai có 2 dành còn dư đó mà. Trời ơi. 2 dành là giao cho nó làm tôi đâu biết chào tôi. À, để ra giữa cái vòng này với vòng kia. À, nó cách nhau cũng khoảng 1 tấc, 2 tấc, 4 tấc. Nó biết chơi này hôm luôn kìa. Nó biết chứ tôi không có biết. 2 dành gì rồi đó. Nhà ba bà như là bà ngoại này được cháu, như có nhờ cháu rồi đó nha ngoại. Dạ được rồi. Dạ. À, bà ông đó không? Biết thì đúng rồi, hiện giờ là bà ngoại á nhờ con và nhờ cháu, nhưng mà thấy đứa cháu này nó biết lo, biết làm tiếp. Người có hậu một mà có 2 ký 2 bây giờ nhờ được rồi đó. Ừ. Em đổ em cũng làm, nó biết sao mà tao không cho em làm. Hồi đó đó là con bé My á, nó giống như nàng Út ống tre vậy đó, nó có chút xíu hả. Có 2 ký 2 này đã được đó. Mà bây giờ hả, coi kìa bả bả về ăn giòn luôn. Ta nấu cơm, quét nhà, rửa chén, giặt đồ, đặt cho chén trơn hà. Mơ. Dạ. Nhịn ăn bớt miếng đi cho con nó coi. Em hả? Ừ. Có biết gì đâu. Bà đó, bà càng ngày tôi thấy bà càng tròn, bé My tôi thấy nó ốm nè. Em ăn hủ tiếu, em uống cà phê, em ăn cơm, chứ, em ăn một ngày 2 vậy là không ai chứ con. Đi bán cà phê đó. Rồi con nó ăn gì? Ở nhà hả? Ở nhà. Hấp cơm muội ăn. Tôi mai gì nè, ăn bánh cuốn chứ cơm. Cam, cam nửa ký bánh cuốn 20 ngàn, cam này cây tương 15 ngàn là tôi ăn 7-8 ngày, 500 ngàn. Ăn gì? Tôi với nó ăn gì đó. Ừ, đúng chưa? Còn bà này là có nhiều tiền bốn quốc hết. Bà mua người ta ăn thịt chó nè ha. Ơi, đừng có nói cái đó. Đâu có nói, không có nói. Không dám cái đứng luôn. Bà ăn cho bác, bà vô quét bà. Dạ cho đẹp rồi ăn, cho tiền ăn chạp chạp. Tôi thấy trong đấy. Nói kìa anh, tôi kìa vợ chồng đi gặp nhà bà mơ bà ăn rồi kìa. Thấy không quý vị? Theo như quý vị thấy cái tay thoăn thoắt luôn. Dạ. Bỏ mùi dịch ăn đến bà. Rất là tốc độ luôn đó quý vị. Phải 7-8 bà, mười mấy bà chứ. Đó là con nhiêu tuổi? Bé con 12 tuổi. Mà nó trời đất ơi, cháu tao 14-15 tuổi chưa biết mai mày. Nó con biết mai nó ngoái. Thay vì con thường thường á là nhà mà cũng như là không có điều kiện á, thì những bé đó nó tự nó biết lo. Tự biết lo. Dạ. Hột điều 5 ngàn nha, 1 5 ngàn ký là 1 ngày, 2 5 ký, 4 ký, 3 ký hột điều. Là 1 ký bao nhiêu? Ký có 5 ngàn. 1 ký 5 ngàn thì một ngày được nhiêu? Ngày 3 ký, 4 ký có. Còn nhớ nè, mà hết bao á, thúng dê thùng á, có 5 ngàn. Mà nó hết ngày 3 ký á. Hết phao. Với hình thường là cái hộp điều á là mình ấy xong rồi giỏ này nọ mình cũng đưa cho họ luôn phải không? Nó làm hay hơn tôi có khi nào bị hao hụt không? Không. Dạ. Nó thấy đường hộp điều tôi không thấy đường tôi không thấy làm. À. Có như là nếu mà phạm vô người ta sẽ không đưa nữa phải không? Ừ. Mà nó làm được mà tôi không, nó làm mà đến nó tội nghiệp thôi, thế giới cho nó dạy tôi. À. Cái hộp điều á con, con làm cái vỏ ngoài không hay là có phạm vô không My? Dạ không. Nó làm càng gành dữ lắm, gành dữ lắm. Vậy là tính ra mắt sáng rồi cộng thêm cái tay nó còn cạo. Trẻ nữa ha. Nó cạo hay lắm. Dạ. Ông chủ hột điều khen nó mới lớn mới nước mà. Rồi thấy hồi hột điều khó khăn quá thôi. Ừ. Mày dấn nó mau hơn. Đúng rồi. Không mấy mơ. Dạ. Mấy cái này nè là khó làm. Mấy hạt điều mơ làm được không? Lãnh à, em lãnh người ta không có cho ông à.
Dạ. Tại nó không có làm. Mà coi như là mơ làm không được phải không? Được mà người ta không cho em làm. Có nó hút ăn con ta. Ta nói là cái gì bà có hốt luôn hả? Ta nói là em lãnh đồng lương lấy tiền ăn hàng ăn sạp lắm. Không chịu. Ông chủ không phải ý hổ mơ nè là cái hạt điều á chỉ cạo vỏ thôi đó mà mơ em biết làm mà ông chủ người ta với bà chủ nói làm rồi giúp cho mơ không nói gì mà mơ ăn hàng quá không à. Ăn sạp sạp cái miệng hết ra không được không điều lấy dao nè khừ khừ vàng không làm được mà người ta nói em ăn hàng tao không có cho dao ăn hàng á biết không có như mỏ ăn có bao nhiêu là mơ cũng ăn hết ăn luôn chơi, tao không chịu ông chủ bà chủ nói anh ông chủ nói vợ mà, anh nó bé đó ăn sạp mà có khi nào là mơ á có như mơ chưa làm mà mơ cũng như đòi người ta ứng tiền trước không cũng ai có đâu mà mặt có luôn. Còn nếu mà làm công việc này á là coi như là 20 ngày mới lãnh một lần hả Tư? Dạ. À, cái này 20 ngày tháng à. Anh hồi đó anh ấy là chỉ là có tiền thì em lãi chung ở đây về đó. Cho em chục ký em lãi bên anh em đi. Rồi sao anh dám? Em lãnh người ta không có cho. Không mà có sao tính. Anh Thông còn không? Đây là qua giúp cậu. Anh Thông còn không uy tín hơn nữa tại vì người ta không biết anh. Em lãi cũng được 200-300 ngàn bỏ túi mua gạo rồi. Trời ơi bà ơi. Lấy dao à. Mà phải có uy tín ta mới lãnh được. Anh Thông ở đây người ta đâu biết anh Thông đâu. Đây nè. Đây xuống đây để cho tải nhóc trong bao bọc. Chẳng thà đó mẹ còn biết. Hộp còn đều đưa qua Hà Nội hết chưa? Tải qua Hà Nội thôi. Mà anh Thông người ta đâu có biết đâu. À, anh ăn đua anh vô nó là trời anh chị ơi dạ. Bé này luôn đều nó nấu cơm gì tôi cũng được cái chết được. Quần áo là chỉ máy giặt tôi giặt. Vậy đó. Cô nè bây giờ mơ dạ. Sau một cái thời gian mình cũng ăn và đi chơi nhiều rồi đó. Theo như anh khuyên đi là giờ mình nấu cơm, rửa chén hay là làm tiếp chứ con á. Con mà nó thấy vậy nó cũng vui dữ lắm á mơ. Em làm trơn anh ơi, lau nhà, quét nhà, dọn dẹp cái gì làm trơn á. Nếu mà mẹ con mà biết làm, biết kiếm tiền á con vui không mi. Đó, thấy chưa? Em làm giỏi lắm à. Ai cho gạo tóc em mơ. Mơ. Dạ. Có nghe con gái không? Dạ. Nó nói mà anh Phong thấy cũng hơi buồn á. Nó nếu mà mơ mà biết làm và biết dành dụm hả là con gái thật sự nó vui lắm á. Nói đi bà hen, cảm ơn chiều giờ nay mơ vừa đi không 4 ngày không về con nhà khóc đi kiếm. Con gái nó không có nó biết lo rồi đó, tiếp đó đi mơ. Nó nói vợ nắm chợ đói đó. Bây giờ thời gian này hả, hồi đó mơ mình... chắc em lựa hột đều quá mà chắc kêu anh nào uống một qua rồi có danh dự đi vô trống rồi lãnh hột đều nữa. Ta mới cho. Chứ là mình tay nhau. Thôi bây giờ quan trọng là mơ làm sao cho mẹ bà vui. Bà thấy là mơ uy tín. Bây giờ nó không được, nó cơm hết nhà, nó nhà giặt áo được, nó không có. Mơ phải đủ uy tín đi, thì dì Tư mới dám lên tiếng hả dì Tư? Ừ. Chứ bây giờ kiểu này mình lên tiếng nữa, mình không về ra. Mình đền thấy bà luôn á. Đền ta. Một ký nếu mà mình đền là bao nhiêu? Trời ơi, mấy trăm ngàn ta. Đó, thấy chưa? Mình làm không bao nhiêu mà mình đền mới nhiều đó. Nên giờ là mẹ... không có dám đâu mơ ơi. Tôi có lộn một điều ở dưới mi rồi, thấy không im. Dỗ đường tôi can lắm á. Lộn rồi ra, lộn rồi nha. Đấy ngủ nhậu hút nhậu chưa. Đi xuống dưới cái vậy? Đi xuống nằm. Ngủ lại nhậu ở nhà hút thử đắp nắm nhậu chưa. Ủa rồi chứ sống vậy sao ăn mơ. Mày ăn ngon lắm rồi. Thế không nhậu ăn. Cái gì? Không điều sống ăn ngon lắm. Ủa vậy là mấy ổng nhậu là mấy ổng nhậu sống luôn. Ừ ổng gan, bỏ muốn chua gan với đầu phụng. À. Bởi vì ta lựa người ta mới cho mà cái đâu tạo đó. Rồi bởi vậy nếu mà hột là mấy trăm ngàn một ký. Chắc sẽ tải ngàn ký nè. Trời đất ơi thôi mơ ơi. Mơ mửa hả thấy có nhậu vô có mơ gom của này nữa là mẹ hả làm bao nhiêu cái vớn này mới đủ cho mơ đó. Trời ơi một lần tôi với mi lỗ có bưng nguyên điểm đó cho người ta. Rồi đền luôn hả? Đền. Nhiêu? Thì ta là vừa phơi khô rồi trả ta đóng cho làm nữa. Mơ còn giờ thao đổi rồi đúng trả nữa thì lấy gỗ hớt dài dài phao. Bưng nguyên điểm vỗ quăng kéo con đỏ có cơm. Ủa sao mơ thằng kinh không được mình được cái nam công an lên nó hồn chơi giấy xong cho mình quăng kéo ăn nhậu rồi quậy rồi nấu rồi lên cơn nấu nó nghe có vớn này nè mai rồi ra nè tối sớm 7-8 giờ 10 giờ giao chứ không để nó lúc người ta đập chén đập bát rồi tùm lum sợ nhậu mà nè mơ có thằng nào con gái tâm sự với mơ không? Dạ nó mẹ ơi mẹ đừng có giống như là quậy nữa tiếp con không mẹ ông mới lại nhà cái kêu mi bằng con chừng ba nó cạo con chừng lộc má con chừng 100 ông mà không có ông nào đâu con đâu có biết người nào ba con đừng chừng ba con nó trả lời với mấy ông ấy ông nào bây con. Giờ là bé mi nó lớn nó chững chạc rồi đó tư không có ông mà cho con tiền bạc mà ba con má con chừng 100
thôi đừng kêu, đừng kêu con bằng con, đừng không ai trên ba con. Nó trả lời ba mới kia mắc cỡ luôn. Nó đi chợ mà gặp mà cái nói ra con mơ cùng bà ngoại, bà ngoại. Không, cái này là anh Phong khuyên thiệt luôn á. Tại vì nói con bà mơ đỡ nó mơ cùng cái con tự ái con muốn bỏ trường học quá không học. Đó. Nên bây giờ nè, hơi mơ nghe anh Phong dặn nè, con gái giàu gì giàu nó cũng lớn rồi, nó cũng có bạn có bè, nên bây giờ cố gắng làm mẹ tốt đi, chứ đừng có gọi là mẹ mà đi chơi này nọ nữa. Trời ơi, em đâu có đi chơi đâu. Nghe lời anh Phong đi. Sáng kia lau nhà, giặt đồ, giặt đạp, ai cho gạo hộ nghèo, xách về cho mẹ. Bà nội tôi cái nhà nhiều cho có một ký bán cái cá 300 ngàn. Bây giờ mơ nói thì anh Phong cũng tin 50, nhưng mà anh Phong hy vọng rằng mơ sẽ sửa đổi đi mơ. Dạ. Bà tôi chết. Tại vì anh Phong đã đi tới cũng biết cái tính của mơ rồi. Ai cho gạo hộ nghèo xin về chân. Tôi nói thiệt, cậu tôi giờ 7-8 tuổi nha, tôi mạnh rõ ra. Chắc giờ ta hai đứa. Thì bị nè mơ bây giờ nè. Nó chạy cái mà chớ với cho đấy, đâu có biết già đâu. Nó kêu bán nhà này chân quá. Nè mơ. Dạ. Ngó mẹ nè, 78 tuổi nè. Đó. Còn phải làm. Rồi con gái của mình 12-13 tuổi nè. Dạ. Cũng đang làm luôn nữa. Mà tại sao mình phải ngồi không như vậy? Mà ngồi không phải yên. Nó quẩy. Không ai nói gì mình, nhưng mà dạ, tự nhiên cái mẹ cũng buồn và con gái nó cũng buồn nữa đó mơ. Dạ. Thiệt, anh hy vọng hết những cái ngày sau mà anh Phong đi tới mà thấy mơ nó có làm một cái gì nữa thật sự á. Mừng ha. Nó còn quý hơn vàng nữa hả Tự ha. Biết mừng ha. Tại vì biết mừng, biết lo, biết lo cho mẹ. Biết làm ha. Ý ông anh nói hiểu. Đúng. Biết mừng, biết lo, rồi biết lo cho mẹ. Và đừng phá nữa. Dạ. Giống như mẹ làm mà mơ mà tạt đi á, cũng ấy đó. Dạ dạ. Gán đi mơ, anh biết rằng mơ sẽ làm được á, đúng không? Dạ.